Liam mến chào các bạn. Ở video này Liam với hàng cha bạn Linh đến từ Hà Nội ha. Bạn Linh cũng mua khá là nhiều đơn ở shop Liam rồi nè. Đợt này Liam về mấy thùng hàng á, bạn Linh có đặt mua tổng hết là 12 món. Bây giờ Liam thì soạn hàng cho bạn Linh nha. Cái này người ta gọi là cái trẹt nè các bạn. Cái trẹt để Liam soạn hàng cho bạn Linh. Món đầu tiên là slam kim tuyến. Đây bạn lấy hũ màu xanh dương ha. Thì bạn có chụp hình gửi Zalo cho Liam soạn nè. Món thứ hai là hộp combo 5 món. Đây các bạn. Liam nhớ đợt trước bạn cũng có mua hộp combo 5 món ha. Hộp này bạn lấy màu này. Rất là xinh luôn, có hình bé gấu nè. Tiếp theo là kẹp nơ von. Đây một chiếc kẹp. Bên này là cái nơ, còn bên này là có đính hạt ha. Kẹp nơ. Món tiếp theo là quai xí tháp, loại quai xí tháp trong ha. Bạn lấy màu này nè. Có hình bé thỏ và cục cà rốt ha. Món tiếp theo là túi đựng bài kiểm tra. Túi đựng bài kiểm tra. Mẫu túi đựng bài kiểm tra này rất là mềm nha các bạn. Túi nhựa nhưng mà cái chất liệu nó mềm ha. Cái hình trên này rất dễ thương. Tiếp theo là một bộ dụng cụ đính đá nè các bạn. Đây bên này có hình ha, bên này có túi đá và có cái cây để mình lấy mấy cái hạt đá ra mình đính lên ha. Cái mẫu này rất là xinh luôn các bạn. Có cả cái kệ để mình làm dựng cái bức tranh lên ha các bạn. Sau khi mình làm xong thì mình có bức tranh để mình decor bàn cũng rất là hay ha. Vừa là đồ để mình chơi giải trí mà vừa để mình decor bàn luôn ha các bạn. Món tiếp theo là hộp 13 sticker. Đây bạn lấy màu này ha, màu hồng và màu vàng kem. Một hộp gồm có 13 tấm sticker bên trong nè. Dụng cụ cắt băng keo. Đây là dụng cụ cắt băng keo ha, màu tím nhạt. Đây các bạn, để Liam lấy ra cho các bạn xem. Tại vì một số bạn thấy ở trong hộp á, thì các bạn có hỏi là sao chị Liam không lấy ra review cho các em xem ha. Đây các bạn. Món tiếp theo là dây buộc tóc. Đây dây buộc tóc có icon ở trong Senio nè các bạn. Icon này tên gì Liam cũng quên ha. Rất là dễ thương ha các bạn. Món tiếp theo là slam hũ, slam trong nè các bạn. Đây slam trong suốt ha, màu xanh chuối. Tiếp theo là một ly kem. Đây ly để trang trí này, bên trong có một bịch đắp xếp. Đây một bịch đắp xếp này và bên trong có hai cái ly mình làm được hai ly kem ha. Trong này có cái cham nè, có hai cái cham để mình đính nữa nè, rồi có cái này để trang trí ha. Có cái túi này để trang trí như này các bạn, túi hạt. Và cuối cùng là chiếc ví, loại ví dài này các bạn, có hình bí thỏ ha, rất là dễ thương. Rồi đây là toàn bộ đơn hàng của bạn Linh đến từ Hà Nội. Đơn của bạn Linh là 200 mấy á, tại vì bạn thanh toán trước rồi ha, thành ra trên đơn Liam không có thấy có tiền. Mà Liam nhớ là 200 mấy á các bạn, kẻ tiền ship luôn. Bây giờ Liam sẽ gói hàng cho bạn Linh nha. Liam mới cắt làm chiếc thùng siêu to để đựng hàng cho bạn ha. Thùng này rất là dày luôn. Nên trải miếng lót rồi.
Ly em có món quà Ly em gửi tặng cho bạn Linh ha. Ly em cảm ơn bạn Linh đã ủng hộ shop Ly em một đơn rất là lớn nha. Hầu như là tháng nào bạn Linh cũng ủng hộ shop Ly em á các bạn. Liên tặng cho bạn lên chiếc móc khóa Swissy Doraemon cho Liên làm ha. Wow, một thùng hàng siêu to luôn các bạn, 200 mấy chục ngàn nè. Thùng hàng siêu to luôn của bạn Linh nè các bạn. Nếu các bạn thấy thích những món hàng Liên gói thì các bạn vào trong phần mô tả video ha. Liên có để link sản phẩm cũng như là link shop trong phần mô tả video nha các bạn. Nếu các bạn thấy thích những video gói hàng của Liên thì hãy tặng cho Liên một like để Liên có động lực Liên ra thêm những video tiếp theo nha. Bye bye các bạn.